Rồi, mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì có mấy bạn hỏi mình đó là sao không thấy mình quay mấy con cá lia thịa con của mình á. Đó. Đó thì hôm nay mình sẽ quay mấy cái bầy cá lia thịa con của mình cho các bạn xem ha. Nhưng mà trước trước khi quay cái bầy cá lia thịa con thì mình cho các bạn xem cái này nha. Đó thì đây là cái bầy cá lia thịa mà mình vớt ở ngoài đồng đó các bạn. Đó mấy con này mình vớt ngoài đồng nè, có trống có mái luôn, mình nuôi theo cái kiểu cộng đồng các bạn. Do mình chưa có tách riêng á, ở vì nó cũng còn nhỏ thì đến hôm nay mình thấy tự nhiên nó bắt cặp nó đẻ luôn trong hồ này luôn các bạn. Đây nè, họ các bạn thấy ổ trứng không? Đây nè, họ ổ trứng các bạn. Đó không biết tác giả của em nào đây. Đó ổ trứng các bạn, có trứng nha. Tại cái chè cái nước nó hơi đục á, mình chưa có thay nước được các bạn thấy không? Không nhìn thấy không có rõ trứng nhưng mà có ổ trứng nè các bạn thấy không? Đó cái trắng trắng ở trên là trứng nha, còn ở dưới là bọt các bạn thấy không? Đó thì mình không biết đây là tác giả của em nào luôn á. Rồi mình không ngờ mình nuôi trong cộng đồng vậy mà nó cũng bắt cặp nó đẻ được đó các bạn. Đó có những em đậm nó đen luôn ở dưới đó các bạn thấy không? Nó cá mái cũng đậm luôn các bạn thấy không? Đó thì mấy em này tự bắt cặp tự đẻ trong hồ luôn các bạn. Đó mình thấy cũng ngộ quá, nên mình không có tách riêng ra mình cho nó ép đẻ mà nó tự đẻ luôn, giống như ngoài thiên nhiên luôn các bạn. Đó rất là ngộ luôn. Khoan để mình cho nó ăn cục chuồng chỉ nha các bạn. Đây mình bỏ cục chuồng chỉ vô cho nó ăn nha các bạn. Đó. Đó bù ra ăn liền các bạn thấy không? Đó. Nhưng mà mấy con này mình nuôi theo kiểu cộng đồng bạn, nó rất là nhát luôn, nó nhát người lắm các bạn. Mỗi lần mình mở nắp ra là nó núp không à. Tại này mình phải đậy nắp nha các bạn, tại cái lia thia nó ưa phóng ra các bạn, nó nhảy ra ngoài đất á. Nó sẽ bị chết các bạn. Đó là mình phải đậy nắp mà mỗi lần mình dỡ nắp thì nó rất là nhát. Đó, nay mình cho nó ăn chùm chỉ. Đó, bạn thấy không? Rất là ngộ luôn ha. Đó, nó đẻ như ngoài thiên nhiên vậy, tự nhiên nó bắt cặp nó đẻ luôn. Này mình nuôi chung cộng đồng á. Đó, trống mái mình nuôi lộn xoèn sàng ngầu ở trong đây nè. Đó, mấy nay thì nó bắt cặp nó đẻ. Đó thì mình quay cho bạn xem vậy thôi chứ chút xíu chắc mình cũng vớt ổ trứng rồi để mình ấp cạn các bạn. Đó, ấp cạn là mình cho nước ít thôi, ở tự trứng nó nở. Chứ nở nó nếu mà nó nở trong đây thì những con cá kia sẽ ăn hết luôn các bạn. Không, rất là tội các con ha. Đó thì chút xíu mình quay trong cái video này là mình sẽ vớt ra mình ấp cạn luôn ha các bạn ha. Đó thì bây giờ mình sẽ quay cái bầy cá lia thia con cho các bạn xem nha. Tại cái hồ nước này nó khá là dơ ha. Bạn thông cảm mình nha, tại mình chưa có thay nước được ha. Thời gian này mình cũng khá là bận luôn. Đó thì bây giờ mình sẽ quay cái bầy cá lia thia con nha các bạn. Đó đây, đây bầy cá lia thia con của mình nha các bạn. Đó. Nó lớn khá là chậm luôn các bạn, nó không phải giống như cá sim hay cá beta vậy các bạn. Cá lia thia đồng mình thấy nuôi nó khá là lớn, khá là lâu chậm lớn luôn các bạn. Đó mặc dù mình cũng đã thay đổi thức ăn cho nó, đó chuồng chỉ nè, bo bo đó các bạn, đó nhưng mà khá là lâu lớn luôn, nhiều các bạn thấy không? Đó đến nay mà cũng khá là lâu các bạn thấy không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho nó ăn luôn cho bạn xem luôn, đó mình đã cho ăn chuồng chỉ luôn nha các bạn. Đó, đây bỏ cục chuồng chỉ vô nha. Đó, nhỏ nhưng cũng háo ăn lắm các bạn ơi. Bỏ vô nhiều nhiều cho nó ăn. Đó. Đó, cái này nó bu ra nó ăn các bạn. Nhưng mà nó khá là nhát. Cái dòng cá lia thia đồng các bạn. Bây giờ mình nuôi nó lớn lên về tới cái này rồi mà nó cũng vẫn nhát các bạn. Rất là nhát luôn. Nó giống như mấy con cá bố mẹ vậy. Đó. Mỗi lần nó thấy mình cái là nó chạy vô 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 à. Nó núp trong mấy cái lá. Đó bạn thấy không? Nó chạy ghê. Đó, khó rất khó là mà nhìn thấy được nó. Đó, bạn thấy không? Quá trời luôn nè thấy không? Đó. Nhưng mà khá là nhát luôn. Đó thì những cái con cá mà bố mẹ bữa mình vớt ở ngoài thiên nhiên về thì mình cũng cho nó kè. Chứ mình cũng tặng cho các bạn cũng khá là nhiều rồi. Đó, có nhiều bạn đến nhà mình lấy về nhà chơi á thì mình cũng tặng cho mỗi người cũng ba cặp ha, ba trống ba mái, có người thì bốn cặp, nó có bạn thì mình cho 5 cặp luôn, đó rất là nhiều bạn đến nhà mình chơi á. Đó đến nay thì mình cá lớn thì mình chỉ còn mấy con nãy mình quay trong cái hồ cho bạn xem thôi á, mình nuôi kiểu cộng đồng á, do mình chưa có cho nó phơm cho nó kè được á. Đó thì để cái bầy cá lia thia con này nó lớn lên nữa thì mình sẽ tách riêng ra nữa, ha, mình sẽ tặng riêng cho các bạn chơi nữa, đó thấy không? Khá là nhiều luôn. Đó mình còn một hồ vậy nữa với lại một cái thao nữa,
cá con cũng cỡ cỡ này luôn các bạn. Đó, nó cũng chậm lớn vậy thôi. Đó, thấy không, khá nhiều luôn nè. Đó thì bao nhiêu đó, bao nhiêu số lượng cá vậy thì nó lớn lên thì mình tha hồ chia sẻ cho các bạn chơi luôn ha. Đó, thấy không, quá trời luôn. Đó thì thời gian này mình đang cho nó ăn chùm chỉ, mình đang thúc cho nó lớn. Đây, mình cũng có nhiều, mình cũng hỏi thăm nhiều bạn á, có nhiều bạn cũng chỉ mình cho ăn chùm chỉ ha. Thôi với lại cái chỗ cái hồ cá này của mình đang nuôi các bạn, mình chỗ này hơi tối, các bạn coi màn hình nó hơi tối, các bạn thông cảm mình nha. Đó, tại chỗ này nó hơi tối xíu. Đó, bạn thấy cá đó, hiện tại thì nó như mấy con cá lồng rồng con các bạn, nó chưa có màu gì đó, nó trắng trắng nhà nhà vậy thôi à. Đó, cũng khá là nhiều ha các bạn ha. Đó, nhưng mà khá là nhát đó, mình không phải như là cá sim đồ nó thấy mình nó bu lại các bạn. Đó, còn mấy con cá mình đã thấy mình cái nó chạy vòng vòng à. Đó, nó đang tụ ngay đây nè, khá là nhiều các bạn thấy không. Đó, mình còn một cái hồ giống vậy nữa với một cái thao. Đó thì mình trông chờ cho nó lớn này mình cũng chia sẻ cho các bạn chơi ha, mình tặng hết luôn các bạn. Thì có nhiều bạn hỏi mình đó là mình có bán cá lê thê hay không, thôi thì mình cũng trả lời cho các bạn là mình không có bán nha các bạn. Thì cá lê thê mà nó rẻ lắm các bạn ơi, bán gì, mình chỉ chia sẻ cho các bạn chơi thôi ha, chia sẻ đam mê ha, tuổi thơ mình chơi cá lê thê đó, giờ thì mình chia sẻ cho những bạn nào đam mê cá lê thê nó thích thì nó lớn hết lên này, bài này lớn lên mình các bạn nào thích thì đến nhà mình ha, mình chia sẻ cho các bạn chơi ha. Đó thì bài cá này cũng khoảng 2 tháng tuổi các bạn, 2 tháng hơn gì đó, mình cũng nhớ nữa đó, tại mình lu bu quá mình cũng quên cái thời gian luôn đó, tại mình nuôi cũng nhiều con đó các bạn ơi. Đó, mình cho ăn rồi mình dọn vệ sinh rồi mình hút phân rồi mình dọn dẹp chuồng rồi tùm lum các bạn ơi. Đó, rất là nhiều con luôn nên mình cũng không có nhớ nhiều nữa. Đó, chỗ cái tụ này nè, quá trời nữa các bạn thấy không, tụ chỗ cái cục oxy nè, đó bạn thấy không, đó quá trời luôn nè, đó vẫn chưa có màu vậy nha các bạn. Đó, đó quá trời nè bạn thấy không. Đó thì mình cũng cố gắng mình chăm ha, mình cũng tìm thức ăn rồi bo bo chùm chỉ đâu nè, tối nay mình cho ăn chùm chỉ để mình thúc nó lớn. Thì có nhiều bạn góp ý cho mình là nên cho ăn chùm chỉ nó mới màu lớn đó, bạn thấy nó ăn chùm chỉ không, đó đó. Nó tại nãy giờ mình quậy quá nên mình, nếu mà mình không có quậy như vậy thì cái cục chùm chỉ nó sẽ không hết với lại mấy con cá lê thê luôn các bạn, háo ăn lắm. Đó với lại cũng có bạn comment góp ý cho mình là kêu mình mua cá beta ha, cá beta về mình ép thử với cá lê thê á, thì mình thấy cái con cá mái của cá lê thê các bạn nó nhỏ quá đó, cái con cá trống mà của cá beta thì nó bự gấp 3 lần con cá mái luôn các bạn, mình không biết là ép được hay không. Thôi nhưng mà cũng có bạn góp ý cho mình thì mình cũng cố gắng mình mong mình tìm một con lại con cá beta mình ép thử coi ha. Hồi trước mình cũng mua cá beta nhiều lắm nhưng mà có thời gian á thì bên y tế họ vô họ xịt mũi dịch khuẩn gì trong nhà các bạn, thì những con cá beta đó đã không còn nữa các bạn ơi, nó bị thuốc á đó. Đợt đó mình cũng bị mấy con dế của mình cũng bị chết rất là nhiều luôn đó, cũng rất là buồn đó, nên mình cũng có thời gian mình bỏ mình không nuôi cá beta nữa đó. Thì đến năm nay thì có nhiều bạn góp ý cho mình đó là kêu mình nuôi cá beta lại á, thì để hôm nào mình đi tìm cá beta ha, hay là mình tới cái trang trại mình có một người em làm cái trại cá beta các bạn đó, nhưng mà cũng không có lớn gì mấy đó, thì bữa nào mình đến đó mình tìm cái cá beta về mình nuôi ha, đó đó mình sẽ ép cá beta lại ha các bạn ha. Đó thì đây là bầy cá lê thê, wow chỗ này là các bạn thấy không, nó tụ khá là nhiều luôn ha. Đó là thì cái video hôm nay là do có mấy bạn kêu mình quay lại cái bầy cá lê thê của mình xem nó lớn như thế nào rồi đó, thì đến hôm nay mình mới quay được cho các bạn xem đó, do nó khá chậm lớn đó, đến hôm nay mình đang thúc chùm chỉ nè cho nó lớn nhanh đó bạn thấy không. Đó, bài cá lê thê con mình ha. Đó rồi thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. À, mình cảm ơn các bạn đã coi video mình nha. Các bạn có video thấy hay thì cho anh một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những video tiếp theo nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.